Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Và cuối cùng ủa, cái gì vậy? Ê. Em cắn cái máy. Ê. Ủa, sao không vậy? Ủa, cái gì vậy? Ủa, sao khủng long lại cắn cái máy này? Ow. What? Ê, em tấn công mình. Ui. Ê. Trời. Oh my gosh. Ê, cái gì? Anh nuôi cưng lớn mà. Ây da. Ây. Mặc dù hơi đau nhưng mà mình đã lượm được hai cái lông mà em rơi ra rồi các bạn ơi. Ôi trời. Kìa. Em lại rụng lông thêm rồi. Ê. Nữa hả? Ý. Em cắn đau lắm các bạn ơi. À, cây cứu nha. Ủa, mình có tới tận là hai em. Ủa, ở đây còn nữa. Ủa, tới hai em hổ răng kiếm mà. Ủa, đi đâu hết một em rồi? À, đây đủ hai em này các bạn. Ôi dồi. Tổng cộng là được 8 cái lông của hổ răng kiếm rồi. Nhưng mà bản chất hoang sơ của em vẫn còn nha. Ê, tự nhiên mình ẵm em. Bây giờ cũng khó cho mình ghê á. Ừ, quên khoe với các bạn nữa. Là cái nhóc Dunkleos Theus nè á. Bây giờ đã bự rồi nè các bạn. Và chỗ này dần chật chội. Ôi. Nhưng mà cũng rất là hung dữ nha. Hầu như những cái loại nào mà sau khi mình hồi sinh á các bạn, đều vẫn còn cái bản chất hoang sơ từ thời xưa. Cứ gặp mình là cắn à. Yêu. Không thể tin được luôn. Ui dồi, giờ cái nhà của mình trở thành nơi ở của hổ răng kiếm. Chẳng lẽ mình vô đây ở? Vô đây cũng không yên luôn. Tại vì trong này cũng có một cái loài cá sấu cổ đại các bạn, cũng hung dữ không kém nha. Thôi ít ra ở đây còn có những cái em Diablo Ceratops thân thiện với mình. Mình ngủ ké ở đây vậy. Khổ chưa. Trời ơi, thời đại khủng long mà phải ăn lông ở lỗ ở ngoài trời vậy luôn đó. Phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Ok, giờ thì trang bị lại ba lô nè. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm cách để di dời hổ răng kiếm các bạn ơi. Để mình coi tạm thời mình sẽ để hổ răng kiếm ở đâu đây. Mình nghĩ á, nếu mà muốn ok nhất mà vẫn giữ ẻm trong khu vực này thì chắc sẽ cho đứng cạnh anh Long ha. Mong là sẽ ổn. Đừng có lợi gần anh Long quá là được. Mình sẽ thủ đường chạy trước các bạn ơi. Ui, cái chỗ này cũng phải dọn nha. Ok, đây là đường chạy của mình. Rồi, chuẩn bị. Chạy thôi. Ok. Thành công rồi các bạn, mình đã dụ được một nhóc hổ răng kiếm ra ngoài rồi. Còn nhóc này thì chưa có dụ ra được. Ui da, căng nha. Ui, gụm lông thêm à, ngon, lụm thêm. Rồi. Hello there. Hello. Ăn bánh mì không? Ôi, đừng. Hổ đang kiếm vụ mình đó các bạn. Lại gần là hổ sẽ cắn mình đấy. Ủa đúng không nhỉ? Ủa sao tự nhiên hiền đột xuất vậy? Ủa còn nhóc ở đây nữa đâu? Ui, hổ đang kiếm núp trong đó các bạn ơi. Đừng có cắn tôi nữa nha. Ê, chưa, mèo. Trời ơi, mèo chạy vô đây rồi. Thôi, rào nhốt mèo chậm luôn. Chỗ này chật chội quá hả? Dần chật lên rồi đó các bạn. Nếu mà hổ không có tấn công mình thì mình sẽ đứng đây và bắt đầu chế tạo đồ trong ngày hôm nay ha. Tại vì sau khi đã có được lông của hổ răng kiếm, mình đã có thể làm ra được cái insulator. À, mình chưa. Hình như mình còn thiếu các bạn ơi. Kem nhung nham. Nếu vậy thì ok. Mình sẽ sắm cho mình một set giáp kim cương trước đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua bên địa ngục trong ngày hôm nay ha. Ok. Mặc vô nè, giáp cũ mình có thể cất tạm vô đây cũng được. Rồi, hắc diệm thạch thì mình còn... À quên, mình hết rồi. Còn có một cục à. Vậy thì phải đi đào thêm á các bạn ơi. Ôi nhưng mà tự nhiên bây giờ hổ đang kiếm lại hiện với mình rồi các bạn à. Không tấn công mình nữa. Chắc là chán thịt mình rồi. Thấy mình ốm quá hay sao á. Ok, vậy thì thôi, mình đi đào hắc diệm thạch đây. Ồ, đây.
bỏ hoa thạch luôn. Ôi, có kim cương luôn hả? Đã vậy, lấy luôn. Được 6 viên các bạn ạ. Ngon. Có quặng màu trắng trắng đây nè, quặng oppa. Lấy luôn ha. Mình sẽ cầm một xô nước để chúng ta bắt đầu tạo ra hắc diệm thạch. Và dùng cái cúp này để đào ra thôi. Mình sẽ lấy dư dư ra một xíu để sắp tới có gì cần dùng thì có mà xài luôn các bạn. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Nhưng trước khi đi thì để mình làm thêm một cái khiên bằng kim cương luôn đi nhờ. Mình thấy mình còn dư 7 viên kim cương ở nhà nè. Que thì có sẵn. Rồi, đặt theo công thức giống như vậy. Ủa, bị thiếu ta, 8 viên hay sao á? Đúng không? Ừ, chuẩn chuẩn. Mình sẽ làm được một cái khiên bằng kim cương ha. Cái này thì để coi coi. Ồ, nó cũng na ná cái khiên gỗ các bạn à. Ờ, nó chỉ khác cái màu thôi ha. Nhưng mà để coi coi khả năng chống chịu của nó có tốt hơn hay không đây. Rồi đó, giờ trên người mình toàn là kim cương nên là cũng khá là tự tin. Chế tạo thêm cái bật lửa để chúng ta kích hoạt cổng địa ngục nữa. Ok, lên đường thôi. Mà mình sợ. Ok, em không cắn là được. Giết mà rén luôn á. Mình sẽ đặt cái cánh cổng địa ngục ở phía trên này luôn á các bạn. Như vậy thì sẽ tiện lợi cho những lần di chuyển qua địa ngục tiếp theo của mình á. Alright, đi luôn thôi. Mục tiêu của mình đề ra sẽ là đi săn những cái kem dung nham ha. Và để xem coi. Ui, mình xuất hiện ngay chỗ dễ gặp mấy cái con mắt ma luôn nè. Quá đã. Ừ, gách gách. Ôi tuyệt. Ý, nó bay gần gì. Thôi kệ kệ nó. Đi xuống phía dưới thôi các bạn ơi. Yêu. Để coi coi. À kìa kìa, xa xa có một con rồi các bạn. Đây có con nhỏ mình săn trước đi ha. Sao không có. Kiếm mình có dòng nhặt luôn á. Mà săn nó lại không ra kem. Sukana vậy. Thử săn con bự coi. Coi chừng nó nhảy nha. Nó nhảy thốn lắm á. Mấy con bự này ha. Thấy gì, sát thương nhảy của nó cao lắm các bạn ơi. Không có đùa được đâu. Rồi nó bị văng xuống dưới rồi. Một cái nữa. Đây đây. Được 3 kem dung nham. Được thêm 2 kem. Ngon lành. Wow wow. Kiếm mấy cái kem khá là nhàn các bạn ơi. Rồi, ở trong chốc lát thì mình đã săn được mấy ta? 7 kem dung nham á. Ừ mà lỡ qua địa ngục thì thôi, chắc mình sẽ đi tìm luôn pháo đài địa ngục nè. Còn không là cái passion ha. Để có gì chúng ta kiếm netherite mang về. Sắp tới mình cũng cần netherite để làm một số chuyện quan trọng nữa các bạn ơi. Hợp lý ta. Ok, đi luôn. Ui. Cái passion cạnh mình luôn các bạn ơi. Bữa nay lại là một ngày hên của mình hay sao rồi. Ok. Và mình sẽ bắt đầu đột nhập vô trong á. Ủa sao. Ây da, sao mình nghe tiếng quỷ lửa. Hả? Cái gì, passion mà cũng có quỷ lửa nữa. Hướng đó có vẻ không an toàn. Mình sẽ đi hướng bên hông đi ha. Rồi, ở đây có đường vô luôn. Nghe nghe thử coi. Hello. Wow. Mấy anh đại ca đang đứng bên bển các bạn ơi. Mình sẽ len lỏi qua cái hướng đối diện đi. Ừ, hình như cái hướng này là hướng dẫn lên cái chỗ rương đôi thì phải. Đúng không nhỉ? Mình hay bị quýnh ở khúc này nè. Nên là mình để ý các bạn. Chuẩn 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 chuẩn. Đây có cái rương đôi. Ê ê ê. Nhưng mà đông vậy. Ui ui ui. Ây á. Ui ui ui. What the heck. Trời đất ơi. Cả đống thanh niên giang hồ dí lại mình các bạn ơi. Không đùa được. Phải cẩn thận, phải cẩn thận nha. Lỡ ngỡ là mình sẽ nằm xuống ngay tại đây liền đó. May mà mình chạy nhanh. Yêu. Cửa nè. Ây da. Cái gì đi, lỡ đây. Ui ui ui. Giỡn mặt hả. Xong phim. Một thanh niên cầm cầm cái nỏ. Bắn đi. Đỡ cái nhẹ liền. Ui ui ui. Còn một tên Bích Liên nữa các bạn ơi. Vô thế liền. Một mình không sợ. Mình chỉ sợ bị hội đồng thôi. Đứng tìm thì chứ. Rồi chỗ này clear rồi. Và wow, mình lại có được một cái cave tablet nữa các bạn ơi. Cái này về sau mình cần phải tìm hiểu khá là nhiều á. Nên là giờ mình cứ tích góp từ từ đi. Một ít cái đồ lặt vặt.
và không có phôi netherite nào hết. Eo, vẫn còn đường lên trên. Ồ, hết rồi. À, bên này còn. Ok, vậy thì mình sẽ khám phá ngược lại. Ôi, có Bitlin hung bạo dưới nữa kìa. Cẩn thận xíu nha. Ok, mình sẽ đứng góc này là đẹp nè. Thanh niên nào lên mình sẽ đánh dặn xuống dưới. Vậy là sẽ an toàn các bạn ạ. Ê, ê, ê. Cẩn thận, cẩn thận. Ok, xong phim. Dưới này có rương đúng không? Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Thường thì Bitlin thông bạo sẽ canh giữ rương các bạn, nên là cứ men theo chỗ Bitlin thông bạo thôi. Rồi, và vẫn là hai cái rương ha. Có vàng. Một mảnh vỡ cổ đại, đây rồi, đây rồi. Kèm theo là mẫu rèn luôn ha. Tiếp theo, mình cần phải đi vô cái chỗ trung tâm á. Biết đâu trong đó lại có thêm netherite cho mình thì sao. Nhưng mà hơi áp lực một xíu các bạn à. Để mình tập trung chiến đấu ha. Ok, đẩy lùi xuống dưới cũng được. Đánh thông lại là đẩy lùi ha. Tại vì mình có kiếm đánh đẩy lùi mà. À, easy. Rồi, lấy vàng thôi. Yếu thì dùng thế các bạn ơi. Ok, trong này thì sẽ có từ từ. Hình như rương ở tiếp ở dưới lắm. Mình sẽ đi xuống từ từ ha. Nó bắn đồng đội của nó luôn à, cái tên này. Ảo thật đấy. À, mình lầm được cái nỏ của hắn. Chuẩn bị bắn cái tên kia lọt xuống dưới nhung nham các bạn. Ây da, bắn không lọt nổi. Tên kia định làm gì? À, xuống. Vừa tội, một tên đã bị dụ. Ok, mình sẽ parkour qua đây. Định làm gì? Định làm gì? Xuống dưới tiếp đi. Nóng hả? Nóng hả? Này thì nóng nè, cho tắm luôn. Ồ, có kem nhung nham nữa. Ngon, mình sẽ để dành một xíu mình farm sao. Lấy vàng trước. Ồ, trong này có thêm ba mảnh vỡ cổ đại luôn các bạn ơi. Wow, đã nhiên, có đồ kim cương nữa nè. Được, được, ngon đấy, ngon đấy. Tăng thêm kem dung nhạm. Và chắc hết rồi. Ồ, thôi thôi, ít ra cũng kiếm được ba mảnh vỡ cổ đại các bạn. Mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm một ít. Mình còn ít nhất là 4 mảnh vỡ cổ đại cơ, để chúng ta có thể làm được phôi netherite. Nhưng mà không sao, giờ thì mình sẽ đi đào ha. Ít cách rồi, chỉ còn nước thăm ngàn thôi các bạn à. A few moments later. Hả? Mình còn gặp một cái khu mỏ ở dưới này nữa các bạn à. Trời đất ơi, lỡ vô khu mỏ rồi. Mình sẽ nghi nghĩa thử coi. Thật luôn á. Trong này có mình vỡ cứu đại thiệt luôn các bạn ạ. What the heck. Thử ơi, có còn thêm mình vỡ cứu đại nữa không? Nữa nè. What the heck. Ui, lần này là hai nha. Ui, nào ba không? Ồ, có hai thôi các bạn. Ồ, phát hiện ra thêm một cách để chúng ta tìm mảnh vỡ cổ đại ở bên địa ngục các bạn à. Là tìm những khu mỏ giống như vậy ha. Cái gì? Một pháo đài khủng khiếp. Ủa? Hả? Ở đây là hình như phía dưới có một cái pháo đài địa ngục các bạn ơi. Hả? Có quá nhiều thứ bất ngờ trong một cái khu mỏ giống như vậy nha. Yêu. Ồ, ở đây có spawner nữa nè. Đập luôn đi. Tham thêm quy lửa luôn ha. Vô tình thôi. Tất cả chỉ là vô tình. Nhưng mà mình thích sự vô tình này các bạn à. Yêu, cái khu mỏ này nó sâu tới tận bedrock luôn. Ồ, có cái xe mỏ chứa rương dưới này nữa nè. Hết rồi. Ê. Còn có mảnh vỡ cổ đại nữa. 7 mảnh vỡ cổ đại rồi. What? Là nãy giờ mình tìm được tới tận là 4 mảnh vỡ cổ đại trong một cái khu mỏ giống như vậy á. Chỉ đi vòng vòng thôi. Còn ngon hơn là mình đi đào chai các bạn à. Ừ, lỡ rồi mình sẽ đi thêm chút nữa. Không thôi bỏ sót những cái xe mỏ chứa rương. Ui, có táo vàng nè, ngon á chứ. Hoặc là những cái mảnh vỡ cổ đại thì ổn lắm luôn á. Giờ thì mình nghĩ cũng đã tới lúc để chúng ta trở về nhà rồi các bạn. Sau đó thì tiến hành nấu mảnh vỡ cổ đại ra thôi. Thằng ơi, mới về thôi mà anh Long đã chào mình vậy rồi đó hả? Chắc anh đói các bạn à. Thôi mình để anh đói thiệt là đói đi, rồi mình cho anh ăn sao ha. Ôi, 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 ôi. Oh my god, hình như
ổ đang kiếm cũng đói luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình không có thịt trong người, vậy mới khổ nổi đó. Ai ai ai. Trời đất ơi, tự nhiên có nhà mà không được vô ở các bạn à. Bây giờ vậy, mình sẽ dụ em ra ngoài. Chưa chưa, từ từ. Ok, chưa, đừng chạy nha. Hello. Ok, 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 chạy các bạn ơi. Rồi, thành công rồi. Tạm thời, mình sẽ cho em dầm mưa ít hôm á. Trong này nó có cái hốc nè. Đó, em có thể chui vô giống như em hổ đang kiếm kia để trú mưa ha. Còn phần mình sẽ rào lại hết để đảm bảo an toàn cho mình thôi. Thánh thần ơi. Ui, em vẹt. Đứng gần hổ đang kiếm quá, nguy hiểm. Đưa em vô đây. Lỡ em đói em quất cái bụp một phát là em vẹt nằm gọn trong bụng luôn đó. Rồi, mảnh vỡ của đại thì mình sẽ cho vô cái lò nung ha. Đây, chia làm ba cho nó nấu nhanh nhanh xíu. Lấy thêm bột xương nè, cũng như là một ít cái ngọc lưu ly để chúng ta làm bột nhuộm á các bạn. Mình sẽ làm ra cái bột nhuộm màu xanh nhạt này, kết hợp với len là chúng ta sẽ có thể làm ra được cái khói len xanh nhạt. Và từ đó mình mới bắt đầu chế tạo được cái thứ bữa giờ mình đang cày cuốc ha. Chưa chưa, nói cũng cần phải làm foil netherite trước cái đã. Đây, được đúng một foil thôi các bạn ơi. Ok, rồi để đó qua một bên. Giờ thì chúng ta sẽ làm trước cái insulator. Mình sẽ làm được tổng cộng là bao nhiêu đây? 7 cái các bạn à. Ok. Ê, nhưng mà khoan. Có cái cục organ gì nữa nè. Vậy là mình phải săn cái con encrusted này nè các bạn. What the heck. Mình đâu có cái DNA của cái loài đó đâu. Vậy là mình vẫn chưa chế tạo được các bạn à. No. Lại phải để vô đây tiếp rồi. Mà thôi thì lỡ bây giờ mình chưa chế tạo được á thì mình sẽ tranh thủ nghiên cứu về hóa thạch khủng long đi ha. Ở đây mình chưa mình cất bớt mấy cái blend fossil này đi, cho thêm flash vô trong những cái máy phía trên. Rồi sau đó mình sẽ chia ra ha, mỗi máy phân tích một ít hóa thạch và chờ đợi kết quả thôi các bạn à. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được cái DNA của cái giống loài mà giống như cái con bọ vậy đó, có tên là encrusted ha. Wow, chắc là khá là khó khăn đó các bạn à. Ui, có DNA màu hồng nữa. Wow. Để coi encrusted có không đây. DNA của loại đó sẽ có cái màu cam á. Chúng ta dễ nhận biết lắm. Ai à, có không? Ôi, không có. Ây da, toàn là những cái loài lạ không à. Vẫn không có luôn. Ôi, xong rồi. Trời đất ơi. Thất bại rồi các bạn ơi. Mình nghi lắm. Ồ, đây là cái cuối cùng mình à. Để xem có hay không đây. Rồi luôn. Su cà na luôn rồi. Ấy, ở đây còn hai cái hóa thạch. Vẫn còn cơ hội các bạn ơi. Hai cái cuối cùng quyết định thành bại là ở khúc này nè. Eo ra khúc xương. Không sao, vẫn còn một cơ hội cuối cùng các bạn ơi. Cố lên. Encrusted. Ý. Rồi. Thất bại nặng nề. Tổng kết mình chỉ thu lại toàn là DNA của khủng long thôi các bạn ơi. Trong khi cái loại bọ đó thì lại không có. Chắc là phải dành nhiều thời gian nữa để chúng ta đi đào thêm hóa thạch á. Thì may ra mới tìm được DNA của cái loài này ha. Rồi, còn tạm thời bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ tìm một cái người đồng đội mới các bạn. Mình nghĩ ngoài Diablo Ceratops thì giai đoạn này mình vẫn có thể tem được một loài khủng long cũng mạnh không kém để có thể trợ giúp mình trong những cái trận chiến cam go. Và loài khủng long đó thì mình đã từng gặp trong chuyến khám phá trước rồi các bạn, ở cái vùng Savanna. Em ấy chính là Triceratops. Nhưng mà trước khi đi thì mình sẽ thử cho hổ đang kiếm ăn coi em chịu không. Nãy giờ mình có đi đọc sách đó các bạn về hổ răng kiếm, nhưng mà ở đây người ta chỉ đề cập tới cách tạo ra hổ răng kiếm chứ không hề gợi ý mình cách để mình thuần hóa được hổ răng kiếm á. Mình cho ăn thì có vẻ là hổ không có ăn các bạn ơi. Ồ, thiệt luôn. Chắc là mình phải chấp nhận số phận rồi đó các bạn, không thể nào thuần hóa được hổ răng kiếm rồi. Còn long thì nãy giờ mình chưa có cho ăn á, mình sẽ thử ơi cho long ăn nha. Bỏ đói từ hôm qua tới giờ đó, ăn đi anh Long. Thôi nha.
Tôi cho anh ăn đó, anh không ăn là anh nhịn đói gắng chịu nghe. Ok, mình núp núp đi các bạn, để cho anh Long ăn. Tôi ăn thịt bò không đó mà chê. Thiệt tình nè, em này ta còi xương nè. Ôi, không, nay hết còi xương các bạn. Người ta muốn ăn thịt bò không có đó, anh có thì anh chê thì anh nhịn luôn. Ok, chắc mình đi ngủ các bạn, sáng còn lên đường nữa. Chuyến đi này mình nghĩ cũng khá là xa đấy. Và bạn đồng hành trong chuyến đi, mình sẽ chọn đó chính là Diablo Ceratops thôi. Hết rồi các bạn, giờ mình chỉ có đúng cái em này là có thể đồng hành chung với mình được ha. À, ở tập trước thì chúng ta đã dẫn cái nhóc đực đi rồi đúng không? Bữa nay thì chúng ta sẽ dẫn nhóc cái ha. Ok, là nhóc này nè. Rồi, đi chung với anh một chuyến. Lên đường thôi. Ui, em đói hả ta? Ừ, chắc phải dắt ra ngoài ruộng đi ăn ít lúa cái đã. Đây. Ôi. Ui, chắc mà mốt mình phải đổi hàng rào các bạn ơi. Em đi 5 bữa là chỗ này trò lỗi rồi đó. Tới rồi. Nhưng mà cũng phải cẩn thận các bạn ơi. Tại vì cái vùng Savannah này không chỉ có Triceratops đâu, mà còn có cả một cái loài khủng long ăn thịt khác nữa. Cũng nguy hiểm không kém nha. Ủa? Rồi. Ủa, bình thường ở đây nhiều lắm mà ta. Ồ, bữa nay không thấy khủng long nữa hết vậy. Ê, có. Có một em Triceratops đúng không? Từ, mình lấy cái ống nhòm. Mình nhòm thử các bạn, hình như là em đó. Chính xác rồi. Kìa, cái phần đầu đặc trưng của Triceratops luôn ấy. Không lẫn đi đâu được. Ok, thức ăn thì mình đã có sẵn rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ dẫn Diablo Ceratops xuống dưới này. Ê. Mới nói, loài khủng long ăn thịt ở vùng Savannah đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Hiện giờ mình chưa tem được cái loài đó đâu. Nên là trước mắt là mình sẽ tem Triceratops trước. Ok. What? Trời đất ơi, thanh niên kia hung dữ quá các bạn ơi. Ôi, đừng nói đi săn Triceratops nha. Ôi dồi ôi, có khi nào mình xuống dưới xong cái mình bị hội đồng không các bạn? Nghi quá à. Nhưng mà cũng phải liều thôi, biết sao giờ. Không ai thấy mình hết. Kể cả con khủng long kia. What the heck. Nguyên một đàn Triceratops luôn các bạn ơi. Kinh thiệt á. Yêu. Cái gì, sao đánh nhau rồi? À, Triceratops đang tấn công cái loài khủng long ăn thịt các bạn ơi. Nguyên một đàn tấn công cơ. Rồi, con kia lành ít chữ nhiều rồi. Nghĩ sao, một mình định chọi một đống. Đi luôn. Rồi. Kìa, còn một thanh niên kìa. Gầm gừ. Chạy. Gầm xem chạy các bạn ạ. Ok, loại này thì ăn cỏ các bạn, nên là mình chỉ cần dụ Triceratops bằng cỏ thôi. Hoặc là những cái lá cây. Ok, mình sẽ vứt xuống rồi đó. Không biết Triceratops có chịu ăn không. Yêu, hình như chê lá của mình các bạn ơi. Hả? Ui, chê lá hả? Hey, ăn lá đi. Ui, mình đứng gần khủng long mình sợ quá. Bị hút một cái chắc là đi luôn á các bạn ơi. Mà khủng long không chịu ăn cái lá xoài rồi. Mình mớm tận nơi luôn á mà không chịu. Kỳ lạ gì ta. Ồ, nhóc này có chịu ăn không? Trời ơi, đi một cái là gung. Ê, nhóc này chịu ăn các bạn ơi. Ồ, chắc là khủng long chọn mình chứ mình không chọn được khủng long đâu. Nhóc nào mà khoái mình, có thiện cảm với mình là sẽ ăn ha. Ok, mình sẽ cố gắng thuần phục cái nhóc đứng trước mặt mình. Không biết được cái đây. Coi thử coi. Ồ, được. Ồ, đang hồi phục máu nè các bạn. Ê, à, ấy, cái con khủng long này nó phát hiện ra mình ở đây rồi. Mình phải dụ nó ra xa mới được. Càng xa càng tốt các bạn ơi. Yêu. Không ổn rồi. Hả? Thêm một con nữa. Ui. Ok. Trời đất ơi, thấy trai đẹp tới cái vùng này là thấy dí liền. Ê, nó dí nữa. Đố ngươi bắt được ta. Liêu. Trọn hết khói luôn. Giỡn mặt hả? Rồi, dù nó sẽ ra xa kiểu này thì một xíu mình sẽ an toàn hơn các bạn. Sẵn tiện đi cắt thêm lá cây luôn. Ở đây có nhiều lá cây quá trời nè.
Thôi xong rồi, khủng long giận lên rồi. Ui ui ui, bình tĩnh bình tĩnh. Mình mà thấy khủng long tức giận là phải chạy liền nha các bạn, đừng có chạy gói. Đủ, sao nó lại xuất hiện ngay đây? Cái con kia nó cản đường cản lối người ta vậy. Chạy 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 tiếp cái thôi. Ghét thiệt sự luôn á. Lúc trước thì bị cái anh Long, bây giờ tới cái anh này anh gì đây? Hả? Ôi trời 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 trời. Eo 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 eo. Cái này chắc là anh Di cá quá. Thôi thôi, chạy trước tính sao các bạn ơi. Kệ, kệ anh Di cá đi. Ok. Khuya rồi đó, không có xuất hiện nữa nghe. Mấy cái anh ấy, khủng long kỳ cục đó. Rồi rồi rồi, mình sẽ lại gần và tiếp tục cái công việc của mình thôi các bạn. Ok. Tìm ra một cái nhóc Triceratop thuộc về mình nè. Ở trước, mình cho ăn một cục lá trước các bạn. Chịu là sẽ gặm liền ha. Còn không chịu, ai không chịu là sẽ bị hút. Ui 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 ui. Chẳng lẽ nguyên một đàn như vậy mà không nhóc nào chịu mình sao ta? Trời ơi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi cưng. Ui, nhóc này chịu, nhóc này chịu. Ok, cho hết luôn. Rồi, cả đống lá đó. Bật sức mà ăn. Ăn đi, ăn đi. Đừng có ngại ngùng gì hết. Ui, tin vui các bạn ơi. Lại có thêm một nhóc khủng long khác lại. Ồ, tới tận hai nhóc đang ăn thức ăn của mình đưa ra kìa. Nhưng mà nãy giờ cũng trải qua hơn 5 phút rồi đó các bạn. Mà chưa có dấu hiệu là khủng long sẽ chịu về đội của mình nha. Có thiệt sự luôn á. Công nhận, muốn thuần hóa khủng long từ thời cổ đại á không hề dễ xíu nào các bạn ạ. Mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nữa. Không để ý thôi là có thể làm mồi cho những cái khủng long khác xung quanh liền. Hoặc là chính Triceratops. Bởi vì Triceratops cũng nóng tính lắm. Hồi nãy mình mới bị hút bằng cái sừng dài ngoằng kia kìa. Nhưng mà không sao, mình để ý em rồi. Ê! Trời ơi, ăn no xong rồi nằm ngủ khò khò luôn rồi. Úi dồi ôi. Ảo thật đấy. Thôi mình cũng đi ngủ đi các bạn. Không thể tin được luôn á. Cái này mình không đỡ được các bạn à. Rồi trời sáng rồi. Thức dậy ăn tiếp đi em ơi. Ok ok, nguyên đạn thức luôn các bạn ơi. Wow. Vừa thức dậy là túm lại ăn liền cơ. Được lắm, ăn đi. Ăn nhiều lá lắm. Ăn hết anh cắt tiếp cho mà ăn. Quan trọng là chịu về đội anh cái đã. Úi. Ui, đã có một Triceratops về đội mình rồi. Ê, ê, ê. Ui, gì đây? Uống hụm cứng. Nhưng mà thức ăn hình như cũng hết luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, nguyên đàn bu vô hàng gì. Mau hết là phải. Ok, vậy là ít ra chúng ta cũng thuần hóa được một em Triceratops nha. Nice. Rồi, rồi, rồi. Bây giờ thì dắt ê, ê, ê. Mình sẽ dắt em chạy lại chỗ Diabloceratops. Rồi chúng ta đi về thôi các bạn. Mình hiện tại chưa cưỡi được ẻm đâu. Phải về nhà rồi chế tạo yên nữa thì mới cưỡi được cơ. Nhưng mà cũng khá là vui rồi. Vì chuyến đi này chúng ta đã thành công các bạn. Đây đây đây. Sớm giờ quên lên đây cho ẻm ăn nữa. Mình cũng phải cho Diabloceratops ăn nữa các bạn ơi. Còn nghiệp ẻm đợi mình mà ngủ gục trên này luôn á. Rồi hai cân chia nhau ăn xíu đi ha. Rồi đi về. Tới nhà thì khoan khoan từ 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 từ. Hai cân dừng lại cho anh. Đứng ở đây là được rồi. Đi xe đã tới cũng vậy nha. Đi tới là sập cái hàng rào lá của mình liền. Mình sẽ vô trong. Và hồi nãy các bạn có nhớ mình đi cày Netherite không? Có mục đích hết đó. Bởi vì yên cưỡi của Triceratops sẽ được làm bằng Netherite các bạn ơi. Đâu ta? Đây. Một phôi Netherite nè. Mình sẽ kết hợp với 3 da 2 vàng và thêm 3 gỗ. Nói chung thì cái này bây giờ là dư sức đối với mình rồi ha. Chúng ta đã có thể bấm được công thức của yên cưỡi Triceratops. Và sắp tới mình sẽ cày thêm Netherite nữa các bạn. Để mình làm thêm giáp nữa. Một cái giáp của em sẽ tốn 3 phôi Netherite chứ không hề rẻ đâu. Đó, nhưng mà đánh đổi lại thì em sẽ trâu hơn và cùng mình chiến đấu được bền bỉ hơn á. Rồi, giờ thì trước mắt chúng ta gửi Triceratops đi. Ui dồi, gắn yên vô cũng đẹp nữa kìa. Wow, giờ mới để ý á là hình như bên hông của mỗi loài khủng long á các bạn sẽ có cái biểu tượng khác á, giống như là lớp khiên vậy đó nè. Các bạn coi khiên quanh cái người của Triceratops nè. Wow, ê, sập sập sập. Thiệt luôn. Không được rồi, mình phải đổi vật liệu làm hàng rào thôi các bạn. Lá mong manh dễ vỡ quá.
Và coi kích thước thì các bạn cũng thấy rồi đó, có sự chênh lệch rất là lớn giữa hai loài này ha. Cũng đúng thôi, Triceratops nhiều máu hơn nữa mà. Rồi, cơ bản thì chỗ này tương đối là ok rồi ha. Giờ mình sẽ từ từ dẫn. Ui, từ từ không được luôn á. Các bạn coi nè, đi tới đâu là hàng rào lá của mình nó trội tới đó. Quá là buồn luôn. Thôi không sao. À, bây giờ hay là mình đi cà khịa khủng long nữa nhờ. Đúng, anh gì cá hồi nãy dám dí mình hả? Mình sẽ cho ảnh biết như thế nào là Triceratops cực mạnh. Nhưng mà khoan, mình cần phải đưa cái nhóc Diablo này vô trong nghỉ ngơi cái đã. Làm gì làm cũng phải để nhỏ vô nơi ở đàng hoàng cái đã. Rồi, ok, tạm thời ở đây đi, đóng cửa lại. Rồi, lên đường thôi Triceratops. Trở lại cái vùng Savannah ha. Mình nghĩ sẽ rất là chảy đây. Ui, mà cưỡi Trice chạy cũng nhanh nữa các bạn à. Wow, mặc dù em to nhưng mà tốc độ của em không hề chậm chạp tí nào đâu nha anh em nè. Úi trời ơi, kiểu này thì anh Di Cá chạy sẽ lợi mình. Tiếng gầm là cũng rất là ngầu ha. Giọng hơi chậm á nha. Ta đã trở lại rồi đây. Gặp cái gì? Gì đây? Chỗ là ui. Wow, Triceratops có skill hút bằng cái sừng các bạn nè. Hey. Ê, hút. Ui, ui, mình phải điều khiển tông trực diện cơ. Đó. Anh gì cá? Ây da. Anh gì cá hả? Ủa đâu rồi, anh gì cá rồi? Anh gì cá nè. Cố lên Triceratops. Này thì anh gì cá. Ok, hút một cái nữa. Đuổi chưa. Một cân hai luôn cho máu các bạn. Úi, xong rồi. Một anh di cá đã nằm xuống. Còn anh di cá này lại đây. Lại đây. Tiếp tục đi Triceratops. Các bạn coi nè, tấn công. Mình sẽ cho Triceratops tự xử luôn. Mình tin tưởng như sức mạnh của Triceratops đó. Giỏi lắm. Trời ơi, 1 cân 2 là dễ các bạn ơi. Chiến đấu vất vả rồi. Rồi, ăn vô đi. Vậy là sắp tới Triceratops sẽ là trợ thủ đắc lực tiếp theo của mình ha. Wow, các bạn thấy Triceratops này như thế nào? Mình thì thấy cực kỳ ngầu luôn. Mai mốt á, còn có giáp thì mình nghĩ cái độ ngầu sẽ nhận đôi đó các bạn à. Háo hức quá à. Ok, giờ thì lượng máu đã hồi phục lại được tương đối rồi ha. Mình sẽ cho Trice ăn thêm một ít nữa. Rồi, sau đó thì lên được để chúng ta khám phá một tí. Mình thấy cái hệ sinh thái ở đây các bạn, ngoài Trice và anh di cá kia ra thì còn có một vài loài khủng long bé xíu nữa. Và sắp tới mình sẽ nghiên cứu thức ăn yêu thích của những loài khủng long đó để chúng ta có thể thuần hóa ha. Và đồng thời tìm thêm bạn cho Trice nữa, chứ một mình Trice về đội mình thì cũng hơi đơn độc á. Yên tâm, chỗ đó còn nhiều lắm các bạn. Kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ trở lại đây thôi. Còn giờ thì ngắm khung cảnh ở đây một tí rồi chúng ta sẽ đi về ha. Hôm nay quá là tuyệt vời rồi. Và vì cũng khá là thân thiện với cả là hai cái nhóc khủng long kia, nên là mình nghĩ Triceratops cũng sẽ nên ở trong khu vực này. Đó, khu vực này thì tương đối rộng rãi và cũng có đủ thức ăn cho hẻm nữa. Rồi, giờ thì cần di chuyển trong này thoải mái đi. Còn cái nhóc kia sau khi mình trang trí lại các bạn, hình như là hướng nội sao rồi không thấy di chuyển nữa các bạn ơi. Cứ núp trỏng không à. Hiện giờ mình chưa có đồ để thuần hóa ẻm, nhưng mà các bạn yên tâm, khi nào mà có đồ á, mình nhất định sẽ thuần hóa em liền ha. Để ẻm đừng có hung dữ với mình nữa, chứ gì đâu hung dữ quá trời quá đất. Nhưng mà cái điều mình lo nhất đó chính là hổ răng kiếm các bạn. Không lẽ mình nhốt em hoài như vậy sao mà được. Một em hướng nội luôn rồi kìa. Còn cái chốc này thì thôi khỏi nói đi, mới đưa cái mông vô thôi à. Nè, các bạn coi này, chuẩn bị táp cho mông mình nè. Đó, thấy không? Cũng nghe lời đó nhưng mà nghe lời lạ lắm các bạn à. Rồi, nói chung thì hôm nay cũng là một ngày tương đối là ok với mình, vì đã có thêm một thành viên cực kỳ cool ngầu ở phía sau lưng mình kìa. Bán hành cho cả anh di cá ở vùng Savannah nữa mà. Và hy vọng rằng sắp tới chúng ta có thể tìm ra được DNA của Encrusted, một cái giống loài giống như côn trùng thời tiền sử các bạn, để còn có thể làm ra cái đồ ấp trứng khủng long nữa. Hy vọng là vậy. Và bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình thời đại khủng long. Bye bye.